Xin chào tất cả các bạn nhé, và xin chào tất cả các bác cũng như các chú đang xem video của Mạnh Phát. Hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu xe điện 3 bánh mới nhất mà được dán tem Mạnh Phát để khẳng định thương hiệu cũng như chất lượng của Mạnh Phát gửi đến khách hàng nhé. Xin mời. Đầu tiên là mẫu xe giá rẻ nhất mà Mạnh Phát đang phân phối đến toàn bộ khách hàng trong dòng nhập khẩu mọi người nhé. Đối với cái mẫu này này thì Mạnh Phát tại sao lại có cái mẫu này? Tức là bởi vì là không phải ai cũng đủ tiền, anh ta sẽ quay gần một chút này. Không phải ai cũng đủ tiền để có thể là mua cho mình một chiếc xe điện 3 bánh với cái giá là 15 triệu rưỡi. Thì Mạnh Phát đã ra cái mẫu này với cái giá rất là phải chăng, chỉ có 13 triệu 500 thôi. Đã được một chiếc xe nhập khẩu đa năng 3 chỗ ngồi, chạy cầu V-Side và được bảo hành lên đến 1 năm. Tất cả toàn bộ xe nhé. Thì đây là loại 3 chỗ ngồi và mình sẽ giới thiệu các bạn. Đây. Đấy. Chỉ cần bỏ ra 13 triệu 500 đã có một mẫu xe điện 3 bánh đa năng 3 chỗ ngồi. Cái mẫu này nó sẽ gần giống với cái mẫu 15 triệu 500 nhưng khác ở phần đầu xe và khác ở chế độ bảo hành mọi người nhé. Ok, đây nó sẽ quay cả một chút này. Xe này có những thay đổi rất là đáng tiền. Đầu tiên là cái rè. Thay vì Mạnh Phát trang bị rè nhựa ở thế hệ trước, đối với mẫu tem Mạnh Phát này, toàn bộ rè của xe sẽ là rè sắt, à rè inox được sơn theo màu của xe màu đen, dày dặn rất là chắc chắn nhé. Đấy, bạn nào mà khỏe chưa chắc đấm đã móc được cái rè này đâu này. Mọi người thấy chưa, rất là chắc này. Da ghế của mẫu này cũng được trang bị là da xịn. Đây, bây giờ sẽ quay lại đây. Da rất là dày nhé. Đây, da này là da cực xịn luôn. Cũng có tem mác giống như tất cả các mẫu cao cấp bên mình nhé. Vì da ghế rất quan trọng, mình muốn mọi người được có một da ghế êm, ngồi đầy đặn, chắc chắn và không bị đau mông khi di chuyển đường dài luôn. Tiếp theo là phần tựa tay, đã được thay bằng một miếng cao su liền lạc. Đấy, cao su liền lạc. Đấy, rất là chắc đúng không? Phần đầu xe thì vẫn được trang bị công nghệ LED. Tuy nhiên là đầu xe nó sẽ mang kiểu dáng là cổ điển hơn một chút so với đầu kiểu dáng hiện đại như này. Đây là mẫu đồ dáng hiện đại này. Cái giỏ sẽ là giỏ mỏng hơn. Đấy. Tuy nhiên là những cái chi tiết như này thôi mà rẻ tận 2 triệu thì nó cũng đáng luôn. 13 triệu 500 vẫn có cả phanh chân. Đây mọi người nhìn nhé. Vẫn có cả phanh chân này. Đấy. Vẫn có số tiến số lùi này. Đấy. Đối với cái mẫu 13 triệu 500 là Mạnh Phát sẽ được miễn visa hàng toàn quốc và cũng được bảo hành toàn bộ là 1 năm. Còn những cái mẫu đắt tiền là sẽ bảo hành lên đến 3 năm. Đấy, có một chút khác biệt về như vậy. Thế mọi người có thể quan tâm. Rất là đẹp luôn. Đa năng 3 chỗ ngồi. Quãng đường di chuyển của mẫu này là 50-60 cây một lần sạc. Đó, chạy 40 AQ, 48V, 30A. Động cơ là 600W mọi người nhé. Ok. Còn mẫu bên này của bên Mạnh Phát là mẫu Pro. Mẫu này thì quá nổi tiếng rồi. Ai theo dõi Mạnh Phát và ai đi xe 3 bánh chắc chắn là đều biết đến mẫu này. Đấy, đúng không ạ? Mẫu này tại vì sao nó nổi tiếng? Thứ nhất là về tính đa dụng của nó, khỏe khoắn chắc chắn. Đây, anh ta sẽ quay gần này, cái giỏ này cực kỳ dày dặn này, dùng cái form đầu hiện đại. Đấy, giả sóc hành trình là giả sóc to dài và có cả phản quang. Và đặc biệt là hệ thống khung sườn của xe được Mạnh Phát gọi là khung sườn kép. Tức là vì sao gọi là kép thì đây, anh ta sẽ quay sang bên này một chút. Đây, thứ nhất là xe được tổng thể một chiếc khung rất là to, chạy dọc theo xe, dày dặn. Bên ngoài lại thêm một lớp khung nữa bảo vệ xe tuyệt đối, cả hệ thống bánh của xe luôn, rất là an toàn, đúng không ạ? Đấy, và phần này của xe cũng rất là dày dặn này, cái phần tựa để tay này, cái phần này cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Và tiếp theo là cái chuyển ghế của xe rất là tiện lợi, rất là đoạn ngay bên kia tay lái. Đấy, không cần phải xuống xe đã thể chuyển ra ghế được rồi, đúng không ạ? Rất là tiện. Đây, mình sẽ mở ra mọi người xem. Ra ghế thì quá là xịn rồi thì mình không nói. Ai đã theo dõi Mạnh Phát thì đều biết Mạnh Phát chỉ cần nói một chút về cải tiến thôi mọi người đã nhận ra ngay cải tiến những cái gì, là vì là ai cũng đã theo dõi rất là lâu rồi đúng không ạ? Đây, đối với cái mốc Pro này nó sẽ có một cái tính năng rất là đa dụng, đó là gì ạ? Cái thùng đằng sau cho mọi người xem này. Đây, cái thùng đằng sau nó sẽ là thùng kín nhé. Đấy, thùng này cũng rất là dày. Đây, đây mọi người biết này, dày chưa ạ? Ngồi lên không được gì nhá. Đây. Đấy, rất là chắc. Thùng này để đồ thì rất là đẹp. Thứ nhất là nhìn nó không bị chống xe, đúng không? Không bị chống xe. Cái thứ hai là để những cái đồ tế nhị trong này cũng rất là kín đáo, đúng không? Chắc chắn rất là đẹp, nhìn rất là hiện đại. Và đằng sau sẽ là một cái cản rất là dày này. Đây, anh sẽ cho mọi người xem này. Cản rất là dày, chắc, rất là đẹp nhá. Kín che hết toàn bộ phần động cơ của xe luôn. Rất là đẹp, đúng không? Đúng. Đối với cái mẫu này, Mạnh Phát đang phân phối cho mọi người với cái giá là 16 triệu 900. Đấy. Từ giờ đến Tết thì đang được giảm giá còn 16 triệu 500 mọi người nhé.
thiếu 16.500 thôi. Mọi người đã sở hữu ngay một chiếc xe Pro được bảo hành đến 3 năm mọi người nhé. Đây, còn cái mốt này thì nó sẽ là cái giỏ sắt đằng sau thôi. Đấy, mọi người thấy khác biệt luôn, đây ta sẽ quay ra đây này. Đấy. Nhất là cái giỏ sắt, đây, mọi người thấy chưa, đây chỉ có một khung nhá. Đấy, mốt này là một khung này, anh ta sẽ quay gần một chút này. Đấy, cái phần bánh nó sẽ là cái rè khác. Đây mọi người thấy khác biệt chưa, đằng sau là giỏ sắt này, một khung chạy dạo đúng không? Như bên này đây, mọi người thấy chưa, khung kép mọi người phân biệt được chưa? Đây, nó sẽ có một lớp khung trồm, nó trườm ra ngoài phần bánh để bảo vệ cả bánh xe luôn. Đấy, mọi người thấy chưa, khác nhau nhá. Đấy, ok chưa? Cái phần để tay cũng vậy, cái phần kia thì nó sẽ ngắn, nó chắc hơn. Đấy. Tuy nhiên là cái khoảng cách ghế này nó lại dài hơn. Nhưng mà đối với nhiều người thì mọi người nhận định là ngồi ghế này thì ghế này này thì ngồi nó đứng lưng hơn, nó đỡ bị bỏi, da rất là dày luôn. Cái lô này về mạnh phát rất là ưng cái phần da của ghế nhá, bởi vì cái da ghế này rất là dày dặn, chắc chắn cứng cáp, rất là bền luôn. Đối với dòng xe ba bánh thì ai đã xem video của Mạnh Phát thì đều biết rồi đúng không? Thì đây Mạnh Phát mang ra hai mẫu để giới thiệu mọi người. Một mẫu là 13.500, mẫu này là 16.900 và đang được giảm giá còn 16.500 để mọi người có thể phân biệt được hai mẫu. Nếu ai có nhu cầu muốn mua mẫu nào thì hãy nhớ liên hệ Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Mạnh Phát nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối. Nhà mình thì có sẵn xe tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn nhé. Ở đâu bên mình cũng sẽ có sẵn xe. Và giá trên là đã là giá bao gồm ship hàng toàn quốc. Mạnh Phát tự hào là đơn vị được hợp tác với Viettel Post. Và đối với những mặt hàng này cũng vậy, sẽ được gửi qua Viettel Post đến tận nhà cho quý vị luôn. Mọi người mở ra kiểm tra, ok thì thanh toán. Ok chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Đây là hai phiên bản màu đỏ nhé. Đối với các mẫu xe này, Mạnh Phát có cả màu xám, màu cam, màu xanh đầy đủ nhá. À, rất là đẹp luôn để gửi khách hàng. Và đặc biệt là gì ạ? Lô xe của Mạnh Phát, nhưng Mạnh Phát đã nói luôn. Đây, anh ta sẽ quay một chút này. Mọi người thấy chưa? Tem Mạnh Phát này. Đấy, đằng sau này. Tem Mạnh Phát này. Đấy, để khẳng định thương hiệu cũng như bản quyền của Mạnh Phát nhé. Bởi vì xe của Mạnh Phát có thể là mọi người nhìn thoạt nhìn thể giống nhưng mà chất lượng nó sẽ khác nhé. Thì mọi người đỡ bị nhầm lẫn này. Đây cũng vậy này. Anh ta sẽ quay đằng sau một chút này. Mọi người thấy chưa? Tem Mạnh Phát nhé. Đấy. Như vậy là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là dịch vụ của Mạnh Phát mang đến cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe video của Mạnh Phát nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.